Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ mới và vợ cũ của Bằng Kiều thân mật trong tiệc sinh nhật Kenzie và Benly. Khung ảnh gia đình gây chú ý. Buổi tiệc sinh nhật của hai nhóc tỳ Kenzie và Benly với đầy đủ thành viên trong gia đình Bằng Kiều đã gây chú ý mạng xã hội. Cách đây không lâu, Trisi Phương Trinh đã đưa ba con trai về Việt Nam hội ngộ Bằng Kiều cô cũng gặp gỡ bạn gái mới của chồng cũ và vô cùng quý mến đối phương. Nữ ca sĩ còn khẳng định rất mê bé Benly. Điều thú vị là họ còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hai bé Kenji và Benly tại Việt Nam. Vợ mới và vợ cũ của bạn Kiều thân mật trong tiệc sinh nhật Kenji và Benly, khung ảnh gia đình gây chú ý. Trên trang cá nhân của mình, Trici Phương Trinh đã đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của hai nhóc tỳ. Cô cho biết buổi tiệc chỉ tầm 70 người, nhưng ấm cúng và đầy áp tiếng cười. Nữ ca sĩ chia sẻ một số hình ảnh tiệc sinh nhật của Kenji và Benly đêm qua từ máy camera của mình sẽ còn nhiều hình từ máy chính của thợ chụp chuyên nghiệp. Đẹp hơn nhưng biết là phải chờ vài ngày mới có nên chụp bằng máy mình cho nhanh. Hi, hi. Trước hết xin cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị em đã không ngại trời mưa đến dự sinh nhật của hai cháu. Trước giờ tiệc mưa đổ xuống rất to. Chính mình gọi xe taxi hoài mà mãi 20 phút mới có, nên rất cảm ơn những người đã có mặt tối qua. Qua việc đó cho thấy tình cảm của mọi người đã dành cho gia đình mình như thế nào. Bạn bè của mình ở Việt Nam không nhiều, bằng Kiều cũng chỉ quen thân với vài anh chị em nghệ sĩ trong Nam, nên buổi tiệc được tổ chức trong không khí ấm cúng với tầm 70 người. Bên nhóm nghệ sĩ tham dự gồm có Quang Hà, Thanh Thảo, Đồng Lan, Quang Cường và Trần Bình Minh và cô xếp của Trung tâm Thúy Nga bên phía Việt Nam, Khánh Vương gia đình mình ở việt nam gồm khánh vĩnh hoàng các chị và các cháu gia đình bên mai linh gia đình mình từ mỹ về các anh em trong hội tâm linh chi nhánh Sài Gòn và một số đồng bọn thân thương thì không quá đông nhưng vui không thể tưởng nhờ sự khuấy động của chú Quang Hà và cô Thanh Thảo với sự phụ họa của Khánh Vĩnh Hoàng. Sự đáng yêu của Benly đã làm cho không khí thêm sôi nổi, đã vui còn vui hơn. Các bạn có thể xem lại livestream đêm qua để thấy sự đáng yêu của Benly như thế nào. Thay mặt cho gia đình, chân thành cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của các ông bà, cô chú và anh chị đã gửi đến cho Kenji và Benly. Như mình đã nói, sự hòa thuận giữa hai gia đình sẽ làm cho không khí gia đình không căng thẳng, niềm vui được nhân đôi và các con có thêm người để yêu thương chúng. TS không quên cảm ơn cô cháu Ngọc Anh đã giúp lo cho tiệc sinh nhật của Kenji và Benly. Và mới của bằng Kiều thân thiết với Trizy Phương Trinh, cô cũng có mối quan hệ tốt với các con riêng của bằng Kiều. Hình ảnh đại gia đình bằng Kiều bên nhau khiến dân tình phải trầm trồ ngưỡng mộ. Hai bé Kenji và Benly vô cùng đáng yêu và thân thiết dù lần đầu gặp nhau ngoài đời. Điều này phải khen ngợi bằng Kiều vì đã biết kết nối cho tình anh em của cả hai trước đó. Vợ mới vợ cũ bằng Kiều hội ngộ trong tiệc sinh nhật. Nữ ca sĩ khá thoải mái khi gặp lại chồng cũ và cực thân thiết với vợ mới của bằng Kiều trong sinh nhật các con. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi với Tri Di Phương Trinh bởi cách cư xử văn minh. Nữ ca sĩ khá thoải mái khi gặp lại chồng cũ và cực thân thiết với vợ mới của bằng Kiều. Cô luôn tạo điều kiện cho các bé được vui chơi cùng nhau và không ngại nhắc đến chồng cũ trên mạng xã hội. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo